Trong thời kỳ công nghệ hiện đại, loại vũ khí được dùng nhiều nhất trong những cuộc chiến đấu chính là súng. Nếu như bạn là fan cứng của mấy bộ phim hành động với các thể loại game thì chẳng còn xa lạ gì với những loại vũ khí tàn khốc nhất lịch sử loài người với độ sát thương cực lớn này rồi đúng không? Để mà nói trên thế giới có bao nhiêu loại súng thì có mà ngồi cả ngày đếm cũng chẳng hết. Nhưng để list ra danh sách những khẩu súng có uy lực khủng khiếp nhất trên thế giới thì top 1 chúng mình làm được. Và trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau khám phá những khẩu súng nguy hiểm, mạnh mẽ và có sức tàn phá khủng khiếp nhất thế giới nhé! Súng nòng siêu dài Pong Gun. Mở màn cho danh sách những khẩu súng mạnh nhất của chúng ta là một thí sinh phải nói là nhỏ nhắn nhất trong lịch sử vũ khí loài người. Nòng của nó được thiết kế dài hơn cả vòi voi châu Phi, vỏn vẹn dao động trong khoảng từ 2,5 đến 4 mét. Để cân xứng với chiếc nòng siêu dài, đó là một khối lượng cực khủng lên tới 50kg. Đây được coi là khẩu súng dài nhất thế giới, được sản xuất vào năm 1920 bởi một thợ săn người Mỹ. Ở thời điểm đó, nó được người ta yêu ái coi là một gã khổng lồ trong giới vũ khí và được cho là khẩu súng chuyên dụng cho những thợ săn đàn chim bay theo đàn. Bởi chỉ cần một viên đạn bắn ra, nó có thể gây sát thương ở cự ly 50m trong phạm vi bán kính 2m. Đi kèm với sức công phá mạnh mẽ đó là độ giật của súng tương đương với một khẩu đại bác 26ml. Quả là một khẩu súng có sức mạnh kinh khủng khiếp. Nhưng chính sức mạnh đó cũng là con dao hai lưỡi khiến nó bị cấm sử dụng ở nhiều quốc gia từ những năm 1940. Và từ đó tới nay, người ta chỉ có thể nhìn thấy khẩu súng này qua sách báo hay là bảo tàng súng mà thôi. Và giờ đây, anh em có cơ hội được ngắm nhìn con hàng này ngay trên YouTube và cụ thể là trên kênh Top 1 chúng mình. Quá là tuyệt vời đúng không nào? Shotgun AA-12. Vị trí thứ hai gọi tên khẩu Shotgun AA-12. Khẩu súng AA-12 hay còn được gọi với cái tên đầy đủ đó là Auto Action 12, có thể được coi là phiên bản cải tiến, rút gọn từ khẩu súng siêu dài mà chúng ta vừa kể ở trên. Khẩu súng này có cha đẻ đó là ông Maxwell Atchison, khai sinh vào năm 1972 với nguyên bản đầu tiên rất đơn giản nhưng lại không hề giống với bất kỳ khẩu súng nào trên thị trường lúc bấy giờ. Nó phù hợp với cách cận chiến trong môi trường hẹp hoặc trong rừng rậm. Với hỏa lực cực kỳ lớn, nó phù hợp cho việc phục kích hoặc phá hủy các vật dụng xung quanh, mở lối đi hay thậm chí là tiêu diệt zombie như trong các tựa game nổi tiếng. AA-12 có thể nạp liền 32 viên đạn cỡ 12ml và xả hết số đạn đó vào mục tiêu chỉ chưa đầy 6 giây. Trong mỗi viên đạn này có thể chứa tới 100 viên chì và sẽ nổ tung bành với mọi tốc độ, với độ sát thương cực kỳ kinh khủng. Dẫu biết súng đạn là vật dụng bị cấm tuyệt đối ở Việt Nam, nhưng mà Top 1 chúng mình chắc chắn rằng anh em nào mà mê game cũng đều ao ước được nhìn tận mắt, sờ tận tay khẩu súng này có đúng không? Nói chúng tim đen của ai thì nhớ comment xuống bên dưới cho Top 1 chúng mình cũng như là mọi người cùng biết với nhá. Thunder 50 BMG. Anh em có tin rằng có một loại súng lục có thể bắn nổ cả xe tăng không? Chắc hẳn nhiều anh em sẽ bĩu môi gật gù kiểu ừ thì có, nhưng mà là trong phim đúng không? Ấy thế mà ngoài đời Top 1 chúng mình vẫn tìm ra được một khẩu súng có sức công phá khủng khiếp như vậy đấy. Các bạn có tin không? Tin thì tin, mà không tin cũng phải tin. Bởi điều này lại quá ư là đơn giản đối với Triple Action, một công ty sản xuất vũ khí trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ. Công ty này đã cho ra đời khẩu súng được mệnh danh là khẩu súng sấm sét Thunder 50 BMG, khẩu súng lục duy nhất trên thế giới có khả năng xuyên giáp xe tăng. Mà để đúng hơn thì phải gọi khẩu súng này là đại bác thu nhỏ, chứ súng lục gì mà khủng khiếp thế. Mà ngay cả cách nó nạp đạn cũng chẳng khác nào một khẩu đại bác luôn. Khẩu súng này được thiết kế để có thể nuốt gọn những viên đạn có kích thước lên tới 50ml thay vì 7 hay là 9ml như những khẩu súng lục thông thường. Có thể các bạn không biết, nhưng những viên đạn có kích thước khủng như này chỉ được dùng cho súng máy hạng nặng mà thôi. Và đương nhiên là cả Thunder 50 BMG nữa. Vậy nên chuyện khẩu Thunder 50 BMG có thể đâm thủng lớp áo giáp của xe tăng chắc hẳn không phải là điều gì quá to tát nữa. Hiện tại, Thunder 50 BMG chỉ dành cho những nhà sưu tầm vũ khí, sử dụng cho mục đích trưng bày bởi nó gây nguy hiểm cao cho người sử dụng bởi có độ giật cực kỳ mạnh, có thể sánh ngang với cú đá của một con ngựa trưởng thành. Dẫu biết là lời khuyên hơi thừa thãi, nhưng nếu trong một tình huống khó khăn nào đó, bạn có cơ hội được tiếp xúc với khẩu súng này thì đừng có dại mà kéo cò nhé, kẻo lại mất cả hàm răng như trời đấy. Pfeiffer 800 Nitro.
Ừ thì tạm thời đặt khẩu súng lục sấm sét qua một bên, và thí sinh tiếp theo trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay sẽ khiến nhiều người bất ngờ hơn đấy. Nếu ví Thunder 50 BMG là sấm sét trong cơn mưa dông, thì khẩu Fire 800 Nitro được coi là thần sấm bởi vì nó nặng hơn Thunder 50 BMG cả một cân nặng lẫn độ sát thương. Cụ thể, khẩu súng này có trọng lượng lên tới 6kg, tương đương với hai khẩu súng trường AK-47 và chiều dài thì lên tới 55cm, gấp 3 lần khẩu Thunder 50 BMG luôn. Con này được khai sinh vào năm 1995 bởi một nhà thiết kế người Úc, chuyên phục vụ cho các bác thợ săn với mong muốn được sở hữu cho mình những khẩu súng có sức mạnh vượt trội và mang cho mình những viên đạn có kích thước siêu bự. Và chẳng cần tìm đâu xa, Fire 800 Nitro chính là ứng cử viên hoàn hảo. Nó sở hữu cho mình một sức mạnh long trời lở đất mà bất cứ ai cầm lên đều phải hú hồn bạt vía. Một phát nổ đoang giật bắn cả người không chỉ khiến cho người trải nghiệm hồn bay phách lạc mà còn đi tong 100 đô trong ví. Đó là cái giá anh em phải trả nếu muốn bắn thử con súng này. Tuy nhiên, không chỉ tiền mất mà cẩn thận tật còn mang. Bởi nếu không được trang bị thiết bị cách âm phù hợp, tiếng nổ của nó có thể khiến cho nhiều nam thanh nữ tú phải thủng màng nhĩ. Hay là dễ phải đi gặp bác sĩ để bó bột ở bờ vai nếu không biết cầm súng như thế nào cho chuẩn. Và với sức mạnh kinh khủng khiếp của một khẩu súng lục như vậy, nó được sinh ra chỉ để phục vụ đi săn những loài vật to lớn như là tê giác và voi, hay thậm chí là nếu khủng long chưa tuyệt chủng thì nó cũng sợ hết. Chính vì sức mạnh to lớn và độ tai hại của nó mà đến năm 1998, khẩu súng này bị đình chỉ sản xuất, trong khi cha đẻ của nó mới kịp sản xuất được vỏn vẹn 2 khẩu. Hiện nay, hai khẩu súng này được trưng bày trong bảo tàng để phục vụ những tay mê súng đến ngó nghía và những người có đủ chứng chỉ đến trải nghiệm. Có bạn nào đam mê bất tận với súng đạn và đủ tự tin để sử dụng con này một cách ngon lành thì hãy comment xuống bên dưới cho top 1 chúng mình biết với nhé. Và tiếp theo là một cái tên cũng khủng không kém và đến từ Liên Xô. Các bạn có tò mò không? Nếu tò mò thì đừng bỏ lỡ phần tiếp theo nhé. Sát thủ chiến trường, khẩu RPG-28. Sự thành công không tưởng của RPG-7 có lẽ đã che mờ đi những thế hệ sau này của dòng súng chống tăng RPG do nước Nga thiết kế. Có lẽ không nhiều người biết rằng sau RPG-7 là một series thế hệ cải tiến của dòng RPG với sức mạnh ngày càng lớn hơn, khủng khiếp hơn. Một trong những thành viên ít tiếng nhưng mạnh khủng khiếp đó là RPG-28, được thiết kế để tiêu diệt các loại xe tăng hiện tại và tương lai, sử dụng giáp phản ứng nổ, giáp composite. Điểm khác lớn nhất so với các thế hệ RPG trước đây đó là việc RPG-28 là mẫu súng chống tăng dùng một lần, nghĩa là sau khi bắn, phần ống phóng sẽ được vứt bỏ luôn thay vì tái nạp đạn như RPG-7 huyền thoại hay RPG-29. Súng chống tăng RPG-28 dài 1,2m, nặng 12kg, cỡ nòng 125mm. Nhiều anh em chắc suýt ngất vì cân nặng khủng của khẩu súng này. Nhưng khoan khoan, điểm ăn tiền của nó nằm ở đây các bạn ạ. RPG-28 được trang bị đạn xuyên giáp cực mạnh PG-28, lắp đầu nổ kiểu tandem, hai lượng nổ, đạt sức xuyên 1000mm thép sau giáp phản ứng nổ hoặc 3000mm tường gạch nếu dùng để phá công sự, tầm bắn hiệu quả là 300m. Quá là ghê gớm! Bạn nào ngồi đây là fan cuồng của RPG-28 trong những tựa game bắn súng thì chắc chắn đang bồi hồi lắm cho mà xem. Khẩu Anzio. Nhắc tới Anzio, người ta nghĩ ngay đến một con quái vật trong làng bắn tỉa. Vâng, Anzio là một mẫu súng trường bắn tỉa hạng nặng chuyên dụng để cung cấp hỏa lực chống khí tại bọc thép hạng nhẹ do công ty Anzio Ironworks phát triển. Và đã có rất nhiều kỷ lục được thiết lập bởi khẩu Anzio quyền năng này. Còn cụ thể như thế nào thì đừng rời khỏi màn hình nhé. Top 1 chúng mình sẽ bật mí cho các bạn ngay sau đây. Đây là loại súng trường đầu tiên của Mỹ được thiết kế với cỡ nòng lớn hơn cỡ 12,7mm trong hơn 80 năm qua. Khẩu súng được trang bị 3 phiên bản nòng súng với cỡ nòng từ 14,5 cho đến 20mm, thích hợp cho từng nhiệm vụ chuyên biệt. Với nòng 20mm Vulcan, viên đạn được bắn ra có thể đạt tốc độ nòng lên tới 1006m/giây, tức là mạnh hơn gần 6 lần so với một khẩu súng trường bắn đạn 600 Nitro Express thông thường, đạt tầm bắn tối đa lên tới 4,5km. Với sức công phá kinh hoàng như vậy, khẩu súng này thậm chí còn không cần bắn súng trực tiếp để gây sát thương. Chỉ cần xạ thủ biết rằng tên địch đang nấp sau bức tường nào đó thì cũng đủ để hắn gặp rắc rối to rồi. Bởi sức mạnh của nó đủ sức thổi tung đối thủ dù cho họ đang có ở trong bất kỳ phương tiện nào. Nếu như tình cờ biết được có một khẩu Anzio đang tham chiến thì top 1 chúng mình cá với các bạn rằng kẻ ngồi trong xe tăng sẽ phải ăn không ngon ngủ không yên đấy. Các bạn thân mến, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau khám phá những khẩu súng có sức tàn phá khủng khiếp nhất trên thế giới rồi. Không biết là trong số các bạn ngồi đây có ai đã từng tình cờ diện kiến những khẩu súng này được sử dụng trong game hoặc là trong phim ảnh chưa? Nếu có rồi thì nhớ comment xuống dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết với nhé.
Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề này thì đừng quên ủng hộ Top 1 chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!